Anh khỏe không? Tôi khỏe. Anh cắt như mọi lần à? Đúng rồi, cắt như mọi khi ấy, giống như lần trước. Tuyệt. Sẽ được nhanh thế nào rồi? Cảm ơn Chúa, mọi thứ đều ổn. Rất tốt. Xong rồi đấy. Để tôi phủ sạch cho anh đã. Chúng ta xong rồi. Anh có muốn biết vài điều không? Điều gì vậy? Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Ồ, anh bạn, tại sao anh lại nói vậy? Rất là đơn giản. Anh chỉ cần đi ra ngoài phố, anh sẽ nhận thấy rằng Chúa không hiện hữu. Nói cho tôi biết, nếu Chúa hiện hữu thì tại sao nhiều người vẫn đau khổ? Tại sao nhiều trẻ mồ côi, bệnh tật? Nếu có Chúa hiện hữu thì không hề có đau khổ. Nhân loại sẽ không lầm than. Tôi không hiểu, nếu có Thượng Đế thì tại sao Ngài cho phép nó xảy ra? Ồ, gặp anh lần tới. Gặp lại anh. Anh biết không, thợ cắt tóc không có hiện hữu. Ý anh, thế tôi là ai? Bởi vì nếu thợ cắt tóc có hiện hữu, thì sẽ không có những người tóc dài như anh này. Thợ cắt tóc thì có, nhưng vì người ta không đến tìm tôi. Chính xác, đó là điểm chính. Đức Chúa Trời thì có hiện hữu, nhưng người ta không đến tìm Ngài. Đó là lý do vì sao nhân loại có quá nhiều đau khổ và lầm than.